So delicious. We more than banh mi. Buy the banh mi. We search in Korean or search on internet. 美味しい。具沢山で美味しいです。 À, vì mình là hướng dẫn mà mình cũng là người Hội An nên mình muốn giới thiệu cái bánh mì, cái văn hóa ẩm thực của người Hội An cho khách, đặc biệt là khách nước ngoài, vì mình cũng thường xuyên ăn ở đây. Và khi mà khách là thường là guidebook ở quyển sách hướng dẫn của Nhật cũng có giới thiệu, nên mình muốn cho khách ăn và thưởng thức cái hương vị của bánh mì Hội An khác với những nơi khác như thế nào. Qua nhiều năm đúc kết kinh nghiệm thì nói chung là thời gian bán quá dài, cho nên là mình cũng đúc kết được một kinh nghiệm rồi đó. Rồi từ đó với lại luôn tiện là ở Hậu An này, thành phố này là nói chung là đồ ăn là nói chung là luôn luôn là tươi. Rau thì rau sạch, đã là mình lấy từ rau ở Trà Quế. Và nói chung thức ăn sạch là với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là mình chế biến là rất là vấn đề vệ sinh an toàn là đã có giấy phép cấp. Với lại hơn nữa là đồ ăn thì mình luôn báo trong ngày là mình bán nhanh. Đắt thì đồ ăn luôn luôn là mới, luôn luôn tức là đồ ăn luôn có mới, không có cũ, cho nên là từ đó là dẫn đến là thu hút khách.